trò mình cũng vừa khảo sát hai cái gia chủ ở Sơn Tây. Đấy thì khi mà gia chủ làm việc với thầy xong thì cũng cảm thấy rất hài lòng với cái công việc của thầy. Thì bây giờ thầy có thể chia sẻ cho các anh chị là khi mà thầy về thì thầy sẽ làm cái gì trên cái quá trình khảo sát của thầy được không ạ? Vâng, chào các bạn. Thực tế là như thế này. Mình trao đổi là cái vai trò của một cái người đi khảo sát thì người ta cần phải làm cái điều gì trong một quá trình khảo sát. Thì thực tế thì quá trình khảo sát phong thủy thì nó là một công việc nói là khó thì nó là công việc rất khó, mà nói là dễ thì nó cũng không phải là công việc mà không bất khả thi không làm được. Thì bản chất của cái việc khảo sát phong thủy là chúng ta cần phải đánh giá, tức là chúng ta chưa nói về cái phần kết cấu công năng, chúng ta đánh giá về cái thế đất đã, đúng không ạ? Thì khi chúng ta đánh giá về một thế đất thì cái việc đầu tiên của người khảo sát người ta phải nắm được đó là cái tổng mạch. Cái tổng mạch ở tại cái đất đấy nó như thế nào. Thì muốn nắm được cái tổng mạch thì bình dương thì xem thủy làm thầy, đúng không ạ? Cho nên thành ra là, hoặc là bình dương mạch chẳng nề chẩm gối. Cho nên thành ra là ở dưới đất ý, thì bình dương ấy, tức là đồng bằng của anh ấy, thì núi non nó mấp mô, nó rất là nó rất là thấp, nó chênh nhau nhiều khi nó chỉ là một cái đoạn ngắn như thế này, 20-30 phân, thì mình làm sao biết được chỗ cao chỗ thấp. Cho nên phải lấy nước để mà xem chỗ cao chỗ thấp, thì mình xem thủy chảy như thế nào, rồi xem cái gò đồi gò đống ở chỗ nào để mình xem biết chỗ cao thấp. Ngoài ra thì bây giờ thì công nghệ nó có sẵn rồi, thì chúng ta sử dụng Google Maps, rồi chúng ta có thể định vị xem là cái hướng long, hướng nguyệt, hướng thủy về đâu, thì xem là cái mạch ở chạy về cái làng đấy, chạy về cái cục đấy thì nó là cục gì, hướng của cái nhà đấy là hướng gì, và mình sau đó là qua cái cục hướng của cái mạch long ngoại thủy thì chúng ta bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Thực ra cái việc này lúc mình làm thế thì gia chủ nhiều khi người ta không để ý, người ta không biết là mình làm cái gì. Nhưng mà việc của mình là mình làm là mình cứ làm thôi. Sau đó là bước thứ hai tiếp theo, đó là mình bắt đầu mình khảo sát cái tọa hướng. Thì đây là cái phần việc quan trọng nhất, bởi vì là để khảo sát tọa hướng chúng ta phải có một cái thiết bị đo thật là tốt, đúng không ạ? Rồi sau đó là chúng ta lại phải ngoài cái việc đo bằng cái thiết bị đo, tôi phải chọn vị trí đo tốt. Như cái trường hợp lúc đấy mình nhìn thấy là mình phải rất là căn ke, mình sẽ cái tóm lại là mình phải bấu vào đâu, xem nhà họ làm một vị trí nào không. Cái nhà đấy sau này nó sẽ có một cái bức tường, ví dụ cái đất như hôm nay, cả hai trường hợp nha, đúng không? Ông nào đứng mà tiền ông đo là chết ngay. Nó chéo đúng không? Thì mới phải bấu vào đâu, bấu vào cạnh nào, vào cái tường may sau cái nhà anh nó bấu vào đây này. Thì bây giờ mình lấy cái, hay là cái nhà đấy cái cạnh nó song song này, hay nó phải thẳng, bắt buộc nó phải thẳng, hay nó vuông góc vào cạnh này này. Thì mình bấu, mình lấy cái điểm đấy mình ghim lại để mình lấy cái tọa độ để mình đo xem là cái hướng của cái căn nhà sau này xây chính xác là hướng nào. Đó, sau khi mà khảo sát nắm được chính xác cái phần phương hướng xong thì bắt đầu là chúng ta bắt đầu là chuyển qua cái bước tiếp theo nữa, là từ cái phương hướng đấy chúng ta bắt đầu mới tính toán xem là cái tuổi ở trong nhà mà cư trú trên trạch đấy nó có hợp, đầu tiên là đắc được vận không. Vận ở đây gồm hai yếu tố là vận long, vận thủy và đắc mạch. Yếu tố thứ hai là cái nhà này nó có đắc hướng, tức là gọi là đắc long không. Đắc long ở đây tức là nó có phù hợp với cả cái tuổi các thành viên trong gia đình hay không. Đắc long đắc vận rồi, sau đó nó có đắc thủy, đắc nội thủy không, nó có sát không. Nếu nó đắc nội thủy mà nó có sát thì có chế thế nào, cái sát thì có chế được không, đúng không ạ? Và cái thời điểm và cái năm tới, năm nay hay sang năm hay bao giờ người ta xây dựng được. Thì sau khi chốt được bốn cái vấn đề đấy xong thì bắt đầu là mình mới chuyển qua cái bước tiếp theo là thế bây giờ tóm lại là cái nhà như thế thì anh chị có thống nhất là làm không, thì mình mới tiếp tục mới đi về công năng, mình tiếp tục khảo sát tiếp, chứ không thì thôi. Đúng không? Thì do vậy anh ra là phải thống nhất được như vậy, là như vậy là cái tiêu chí quan trọng nhất trong quá trình khảo sát của cái hồ sơ phong thủy là phải nắm được cái thế đất, thứ hai nắm được hướng nước chảy hay là hướng thủy, thứ ba là phải nắm được tọa hướng, thứ tư là phải nắm được cái tọa độ địa lý để mà sau này về nhà mình dùng GPS mình có thể định vị tại khu đấy được, thứ năm nó phải chính xác đến năm tháng ngày giờ sinh của gia chủ. Tại sao lại chính xác đến năm tháng ngày giờ sinh của gia chủ? Thực ra thì chỉ chính xác năm sinh là chúng ta có thể lập hướng xây nhà ok là tốt rồi, nhưng mà chúng ta cần thêm tháng sinh, cần thêm ngày sinh, cần thêm giờ sinh để mà chúng ta tính toán cái tứ trụ bát tự của người ta. Đó, tính toán các bát tự người ta xem là thân vượng nghiệp cứ khuyết suy hay là thân họ có tốt hay không. Cái tốt hay không như này để làm gì? Bởi vì cái căn nhà thì nó có phần màu sắc và họa tiết. Thì cái màu sắc của cái phòng khách, phòng bếp và cái trục cầu thang hay là không gian sinh hoạt chung thì người ta sử dụng cái màu chung của toàn nhà, tức là màu của cái nhà. Nhưng mà khi mà vào phòng ngủ của trạch chủ hay phòng ngủ của bố mẹ hay là phòng ngủ của các con cái thì mỗi một đứa nó một tuổi, thì nó phải căn cứ vào cái ngũ hành khuyết ở trong bát tự để mà căn cứ vào cái hỷ dụng thần,
là cái ngũ hành giúp cho cái bát tự, tức là cái la số, tức là cái tứ trụ, tức là cái ngày tháng năm sinh nó có được cái ngũ hành nó thăng bằng. Thì người ta sử dụng cái màu đấy để người ta bổ trợ cái thân mệnh cho cái đứa trẻ. Thì như vậy, ngoài ra thì mình cũng cần phải có một cái phần khảo sát nữa là khảo sát cái văn hóa. Tức là ở đấy thì cái cách thức người ta xây nhà, cách thức người ta sinh hoạt như thế nào. Cái thứ tư, năm nữa là mình phải khảo sát được cái vấn đề liên quan đến là cái thói quen của nhà người ta. Cái thói quen ví dụ chồng hay phải đi làm xa, hay là nhà tôi là phải là có hàng họ để bán ra hàng, tức là còn phải kinh doanh, không còn phải bán hàng. Hay là nhà tôi là phải làm nông nghiệp, tôi cần phải để cái đồ thóc lúa chỗ này. Nhà tôi làm kinh doanh thì phải làm cái này. Tôi cần phải có một cái phòng họp, bởi vì tôi có công ty riêng, nhiều tôi rất hay thích làm việc ở nhà, nên tôi muốn có một phòng làm việc riêng. Tức là ở đây là mình phải khảo sát cái thói quen của họ, rồi cái văn hóa. Bởi vì là người ta có xu hướng người ta so sánh những cái kiến trúc ở bên cạnh, thì mình cũng sẽ có những cái phần khảo sát phần thứ 7 là mình phải khảo sát cái kiến trúc ở bên cạnh để mình xác định cái văn hóa với thói quen của người ta, để sau này thì cái hồ sơ, cái mặt bằng công năng kiến trúc phong thủy mình có vẽ cho khách hàng trên một cái mặt bằng kiến trúc đi, thì nó vẫn phải đảm bảo cái, những cái tiêu chí nó phải phù hợp với cả cái tổng thể. Nó phù hợp với cả cái tổng thể đấy thì mình mới có thể, thì người ta mới có thể thấy hài lòng về cái sản phẩm hay dịch vụ của bên mình được. Thì đấy là những cái tiêu chí quan trọng bậc nhất mà khi mà khảo sát. Và cái tọa hướng, tức là cái chính xác cái hướng độ để khi mà neo vào là nó phải là, nó phải là chính xác. Thì có những cái thông số đấy rồi, tọa độ rồi, hướng long hướng thủy tận mắt nhìn thấy rồi. Ngoài ra là khi khảo sát là cái điểm cuối cùng nữa là phải lưu ý, đó là các cái thế sát ở xung quanh. Bạn phải được những cái thế đại sát trong phong thủy là các bạn phải hết sức lưu ý. Nếu như mà xét cái thế sát, ví dụ long sinh bát sát chẳng hạn, là phải xét ở tọa đất đo một nhát, tâm đất đo một nhát. Còn nếu như mà xét các cái thế sát khác như kiếp sát, hoàng tiền sát, rồi các cái thế sát khác mà mình thấy rằng là trước mặt mà nó có nhiều hình thái nó kỳ quặc hay kỳ dị, kể cả xa có thấy thì cũng ghi vào để mà sau này mình nhắc nhở gia chủ. Có thể là do địa hình địa vật mình không xử lý được, nhưng mà nếu như mà nó có cái vấn đề gì thì mình vẫn hoàn toàn có thể xử lý được ở sau này. Vì cái hồ sơ mình lưu ở công ty thì nó cũng có thể ra lâu, mà xung quanh hàng xóm thì người ta cứ vài năm người ta lại sửa thay đổi một lần. Thế mình phải lưu chú, ghi chú những cái phương sát quan trọng để cho người ta lưu ý lại. Thì cái phần khảo sát phong thủy là mình phải cần nắm được những cái thông tin như vậy. Còn đương nhiên những cái thông tin khác như là cái công năng, tức là cái việc sắp xếp các cái phòng ốc, rồi có nhà bác trưởng bác bảo nhà bác phải có để phòng thờ tầng 1, bác phải để ở phòng thờ có một cái sảnh lớn, ví dụ thế. Thì đúng rồi, ví dụ thế thì mình tùy vào những cái nhà khác nhau thì cố gắng là phải trao đổi với chủ nhà để làm sao mà cái nhà mình vẽ ra nó phải làm sao mà nó hài hòa về điều kiện tự nhiên, tức là nó phải đúng, không gây xung hại với các hàng xóm xung quanh, nó phù hợp với cả các tiêu chí phong thủy, nó hài hòa và đẹp mắt về mặt kiến trúc, nó đạt được yếu tố thẩm mỹ, nó đạt được yếu tố văn hóa văn vùng miền, và phù hợp với cả thói quen và công năng sử dụng gia chủ, thì nó mới gọi là một cái căn nhà nó hợp và nó phù hợp với cái tiêu chí phong thủy. Vâng.